Thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, ngay sau khi Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu Evusel, kháng thể đơn dòng dự phòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới, và hôm qua Việt Nam chính thức mở cổng thông tin đăng ký tiêm kháng thể này cho người suy giảm miễn dịch hoặc là người không thể tiêm vaccine COVID-19 tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Kháng thể đơn dòng Evusel không thay thế vaccine phòng COVID-19 cho cộng đồng, mà chỉ hướng tới những người suy giảm miễn dịch hoặc là không có khả năng đáp ứng miễn dịch thỏa đáng, không sinh đầy đủ kháng thể sau khi đã tiêm đủ liều vaccine và cho người không thể tiêm vaccine do từng xảy ra phản ứng bất lợi nghiêm trọng với vaccine COVID-19.